Thì có một hôm Đức Phật đang ngồi độ trai ở trong nhà của một thí chủ, thì Phật nhìn ra ngoài đường, Phật thấy có hai vợ chồng của một cái người nghèo đi ăn xin. Nhưng mà Phật biết hai người đó hồi trước kia rất là giàu có, mà bây giờ lại trở thành ra người nghèo. Thì Đức Phật biết rồi, nhưng mà Đức Phật vẫn muốn hỏi lại một lần để cho chắc chắn, cũng như có cơ duyên để mà nói pháp. Thì Phật hỏi cái người chủ nhà, Phật hỏi: quý vị có biết hai vợ chồng đó không? Thì hai vợ người chủ nhà mới nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, chúng con biết hai người đó trước kia rất là giàu, mà bởi vì không có biết sống, đã phung phí, đã sống mà không có biết tiếc cái đức, tiếc cái phước, thành thử ra bây giờ nghèo. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng: đúng như vậy, ở đời có bốn việc quý vị cần nên quán chiếu. Thì hôm nay Pháp Hòa lặp lại bốn lời, bốn cái lời điều đó cho quý vị nghe. Thật ra thì mình nghe Phật pháp á, cũng giống như mình ăn cơm mỗi ngày, cũng nhiều rau, nhiều đậu hũ, nhiều mì căn, cứ xào tới xào lui ăn hoài nó cũng nhiêu đó, nhưng mà cũng không ăn không được, phải không? Bởi vì càng ăn thì nó khó ăn mới có no, mà có no mới có sống. Cũng như vậy, Phật pháp mà chúng ta không có nghe hoài thì nó quên, mà có nghe thì có nhớ, mà có nhớ thì có hành. Hành nghĩa là tu, mà có tu mới có hạnh phúc. Hồi nãy đi trên xe có một cô Phật tử mới hỏi, có một người hỏi cổ chứ tu để làm gì. Cổ nói tu là cội phúc. Thì người ta mới nói: ủa sao trả lời kỳ, cổ nói không phải sao, có tu là có sửa, mà có sửa là có hạnh phúc. Cô này chân lý, may là chưa làm pháp sư. Cổ mà làm pháp sư là mấy thầy thất nghiệp hết. Thì đúng như vậy, thì Phật pháp á, thì mình có nghe tới nghe lui, mình nói ô cái này biết rồi, nhưng mà biết rồi biết thôi, nhưng có nhớ không? Mà biết rồi có nhớ, mà có làm chưa? Mà có làm chưa, làm thì phải nghe nữa. Giống như con cái trong nhà mình rầy mình la nó, dạ con nhớ rồi. Nhưng mà nhớ rồi nó có làm nữa, nhưng mình làm cha làm mẹ làm sao mà bỏ nó được. Phật cũng vậy à, phải không? Mình cũng đến Phật, mình cũng than van vậy đó: chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổ nguyền xin tự độ, ngoài tham lam sân hận ngập trời, chỉ cần con phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời, nhưng mà con nhớ mà không bao giờ làm hết. Thì quý vị mới thấy á, thì bây giờ Pháp Hòa ôn lại bốn cái điều này. Đức Phật nói như thế này: người sống trên đời có bốn điều cần ghi nhớ để mà mình làm cho cái đời sống mình nó có được cái hạnh phúc, có cái bình an, có cái phước đức. Điều thứ nhất là khi tuổi còn trẻ thì chớ có khinh thường ngạo mạn. Điều thứ hai, lúc về già phải càng thêm tinh tấn. Điều thứ ba, lúc giàu có phải nghĩ tới người khó khăn. Điều thứ tư, có cơ duyên học Phật pháp thì phải học mà tu. Thì ở đây mình thấy Đức Phật dạy bốn điều này, nó nghe nó đơn giản, nhưng mà thật sự bốn điều này nó nuôi thân và nuôi tâm mình rất nhiều. Bốn điều này nuôi cái phước, nuôi cái đức của mình rất nhiều. Bây giờ mình hiểu, mình tìm hiểu một chút. Điều thứ nhất, lúc trẻ chớ khinh thường. Khinh cái gì? Đừng có khinh là thời gian nó qua mau lắm. Đừng có tưởng rằng mình lộn dên mình sống hoài. Đừng có ỷ mình tuổi trẻ, đừng có ỷ mình có sức khỏe, đừng có ỷ rằng mình đẹp trai,
ha, đừng có ỷ mình đẹp gái, đừng có ỷ. Tại vì sao không ỷ? Bởi vì cuộc đời này có những cái xảy ra mà chúng ta không bao giờ ngờ được. Lý do quý vị cũng biết, thấy không? Nghĩa là mạc đãi lão lai phương học đạo, đa phần cô thị thiếu niên nhân. Chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Bây giờ cần chi ra tới nghĩa địa. Nếu mà chùa đây mà có cái bàn linh, quý vị lớn cái bàn linh quý vị xem, thì thế nào quý vị cũng tìm được một hai người còn trẻ mà đã qua đời. Như vậy thì không khinh thường ở đây là đừng có phí thì giờ. Đừng có phí cái thì giờ của mình. Tại vì khi mình còn trẻ, mình phải biết ứng dụng cái tuổi còn trẻ của mình. Để một mai mình lớn tuổi, mình già rồi, mình không còn làm được cái việc đó, thì chừng đó mình tiếc nuối. Cái chữ còn khỏe ở đây nó còn chỉ cho mình còn đủ cơ duyên để làm Phật sự, hay để sống, để tu, để cho người hạnh phúc. Cái chữ mà chớ khinh thường ở đây chúng ta có thể hiểu nó nhiều nghĩa lắm. Thí dụ như bây giờ mình có một cuộc sống sung túc nhưng mình không biết giữ gìn, thì coi như là mình cũng khinh thường cái cuộc sống của mình đó. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà cái cơ duyên nó qua một lần rồi thì nó có nhiều khi nó không đến nữa. Có nhiều khi mình ỷ lại lắm, mình nói người này thân với tôi quá mà, tôi có nói nặng nó cũng giận đâu. Nhưng mà quý vị biết không, con người ai không có tự ái, ai không có cảm giác. Mình nói một lần ta bỏ qua được, mình nói hai lần ta bỏ qua. Nhưng mà đừng có tưởng ta bỏ qua trên này là ta bỏ nha. Ta bỏ trên này nhưng mà ta đâu chôn nó đâu, chôn nó trong tim, trong lòng người ta đó. Rồi lâu ngày đó, đủ cơ duyên nó chồi lên, nó nói ông có biết không, ngày xưa ông đã từng nói với tôi câu này. Giống như ngày nãy Pháp Hòa mới nói vậy đó. Người mẹ chỉ cần mắng đứa con trong cái khi giận thôi, mẹ ghét con trong cái khi giận thôi, chứ dĩ nhiên mẹ làm sao mà ghét con. Nhưng mà đứa con nó lại cho nó là một lời thật, và nó để tới khi nó lớn. Cho nên Đức Phật nói khi tuổi trẻ đừng có khinh thường, đừng có khinh cái tuổi trẻ của mình. Cũng giống như bây giờ quý vị đi chùa, quý vị thấy mấy đứa nhỏ nhỏ vậy nè, quý vị đừng khinh nó. Mai mốt mà ông chừng mà rủ nhau đi tu hết, lúc đó mình lại chết không. Thành thử ra có bốn cái điều mà Phật dạy không nên khinh thường. Quý vị nhớ bốn điều đó không? Một hôm vua Ba Tư Nặc vô chùa, thấy một cái chú thầy trẻ tu hành mà sao thành đạo mà Phật khen. Ông vua nói Đức Thế Tôn có nói lộn không? Người trẻ vậy mà sao có thể chứng đạo? Thì Đức Thế Tôn nói Đại Vương đừng khinh thường bốn điều. Trên đời này có bốn điều Đại Vương không nên khinh thường. Một là một con rắn còn nhỏ, vì con rắn đó độc nó ít, nhưng mai mốt nó lớn lên độc nó nhiều. Mặc dù nó nhỏ mà trong lòng, trong con người nó có độc, mà nó chỉ cần cắn một cái là chết liền. Cho nên điều thứ nhất, một con rắn độc không nên khinh thường. Điều thứ hai, đừng khinh thường một thái tử còn nhỏ, tại vì nhỏ lớn lên làm vua, cai trị cả đất nước. Điều thứ ba, đừng khinh thường một chú tiểu, tại chú tiểu đó mai mốt lên làm pháp sư, làm hòa thượng. Không? Điều thứ tư, đừng khinh thường một đốm lửa nhỏ, tại vì một đốm lửa nhỏ có thể đốt cả khu rừng. Không? Thành thử ra khi mình có bốn điều đó, Phật dạy không nên khinh thường. Ở đây cũng vậy, Đức Phật nói khi chúng ta còn trẻ đừng khinh thường. Đây có nghĩa là đừng bỏ phí, đừng có bỏ phí. Khi mình còn làm được cái gì có lợi cho đời, cho đạo, cho gia đình, cho bản thân, chúng ta phải làm. Có những người trẻ bị thất tình thì nghĩ là cuộc đời mình hết rồi. Tại vì sao biết không? Tại vì nghĩ là em ơi, đèn tắt dầu khô cạn, đời vắng em rồi vui với ai. Lúc đó cái câu đó nó thấm lắm. Em ơi, rượu tắt bình khô cạn, đời mất em rồi vui với ai. Nhiều khi cái người thanh niên nó nghĩ yêu nhau một phút cũng đành, chỉ cần phút ấy chân thành yêu nhau. Có một người trẻ, người ngoại quốc, cứ hễ mà sáp vô cô nào 2-3 tháng cái đổ, ảnh buồn dữ lắm. Ảnh lên ảnh uống trà, ảnh than với Pháp Hòa.
Ông Hòa mới nói thôi bây giờ anh làm ơn làm phước giùm cho tôi con gái, anh đừng có nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Anh biết không, anh có sự nghiệp nè, anh có tuổi trẻ nè, anh có Phật Pháp nè, anh có tất cả điều kiện, tại sao anh không sống với những điều kiện mà anh đang có, mà anh cứ chạy theo một cái mà anh không bao giờ được. Bây giờ ngộ rồi, bây giờ buồn buồn mà chạy lên nói tôi rất là happy, là tại vì mỗi lần khổ là tôi biết rằng tôi có thầy. Khổ mới có thầy nghe. Nhưng mà rất là vui là tại vì mỗi khi mà anh đau buồn là anh theo lời thầy dạy là anh phải quán. Mình không có thể đau khổ vì cái chuyện này được. Mình có cha mẹ đang thương mình, mình có thầy, mình có tăng thân, mình có bạn bè, mình có anh chị, mọi người đang thương mình. Tại sao mình lại để cuộc đời mình trôi dạt theo cái đó như vậy? Không có để một dòng sông mà đơn giản trôi mình như vậy, mà mình phải hòa nhập vào biển cả tình thương của mọi người. Cũng như vậy, chúng ta có tuổi trẻ, chúng ta đừng khinh. Khinh đây có nghĩa là đừng có bỏ qua. Mà tuổi trẻ đây không có nghĩa là 20-30 đâu. Tuổi trẻ đây có nghĩa là còn sức khỏe. Hễ mà còn sức khỏe là chúng ta cần phải làm những gì chúng ta làm được. Có một chú Phật tử đang lo cho gia đình thì đùng một cái chú bị stroke. Thì chú không có làm được nữa cho gia đình. Nhưng mà bây giờ một tay này chú làm việc khác. Quý vị biết chú làm gì không? Chú chép kinh. Ngày xưa là dùng tay trái không à, mà bây giờ là bị bệnh cái tay phải. Chứ xin lỗi, ngày xưa là dùng tay phải, bây giờ bệnh cái tay phải rồi thì cái tay trái không làm được. Nhưng mà chú tập, chú lấy cái, mỗi ngày chú lấy cái viết và tờ giấy ra chú tập. Vậy mà bây giờ chú đã dùng được cái tay trái của chú, mà mỗi ngày ở nhà chú chép kinh. Mà chú chép cái gì quý vị không? Chú chép những cái bài học Phật Pháp mà chú lên chùa chú học được á. Chú chép xong rồi chú ghi thành một tập nè, gọi là tập ghi Phật Pháp, tập số 1, in bìa dày để lại cho con, cho vợ, cho con. Và chú đã tặng cho Pháp Hòa một quyển, mà bằng cái bàn tay trái của chú viết. Quý vị thấy không? Vậy cho nên cái người sống như vậy là người biết sống cái gì? Không khinh cái sức khỏe gì trong khả năng của mình có được. Cho nên không có cái gì gọi là tận cùng hết trơn á. Mình thua keo này, mình bày keo khác. Đó, cho nên Phật dạy trong kinh, trong cái 10 điều tâm niệm đó, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Nói vậy không có nghĩa là mình đến Phật mình nói mô Phật cho con bệnh, phải không? Khi có bệnh thì mình phải sống và tu theo khi có bệnh. Cái sức khỏe còn được của mình làm được. Điều thứ nhất Phật nói đừng khinh thường tuổi trẻ. Tuổi trẻ đây là cái tuổi, cái sức khỏe mà mình còn lại được trong cái khả năng của mình đó mình làm. Điều thứ hai, tuổi già phải càng thêm tinh tấn. Tại sao vậy? Tại sao Phật nói như vậy? Tại vì Phật biết tâm lý người già đó nó có nhiều đau bệnh. Mà càng đau bệnh thì càng giải đãi. Thí dụ như một ngày niệm ba sâu chuỗi, cái bữa nay chỉ cần nhức chân chút thôi, không có nhức cái tay, mà nhức chân là bắt đầu nó không lần chuỗi được. Tức là cái giải đãi ở nơi cái người già lớn tuổi nó có. Phật không có trách, nhưng mà Phật khuyến khích càng tuổi càng già thì phải càng thêm tinh tấn. Nhưng mà quý vị biết không, thường thường già mình tinh tấn kiểu khác. Giữ con giữ cháu là mình tinh tấn lắm, nhưng mà kêu bà hay là khuyên nhủ mà tu hành đi chùa niệm Phật gì là bắt đầu có lý do. Bận giữ con giữ cháu hay bận cái này cái kia đó cũng tội lắm. Cho Phật biết vậy cho nên Phật phải nói một câu để khuyến khích, chứ Phật không có rầy, Phật không có trách, Phật không nói vậy là sai, không phải. Nhưng mà Phật thấy thương cho nên Phật phải khuyến khích một câu, mình càng già phải càng tinh tấn. Tại sao vậy? Cái chết sắp đến rồi. Bây giờ già đã là một cái chuyện khổ rồi, bây giờ mà tới lúc mà mình ra đi mà không có một chút hành trang, không có một chút tư lương gì nữa thì khổ lắm. Cho nên á, mình có làm cái gì cho con thì làm, nhưng mà cũng làm ơn quan hỷ, tranh thủ thì giờ mỗi ngày phải có 3 sâu niệm Phật hay 5 sâu chuỗi, hay là ngồi tĩnh tâm 5-10 phút. Người già càng dễ mặc cảm, người càng già càng mặc cảm, người càng già càng tự ái, người càng già càng khó khăn. Cho nên chính những cái khó khăn mặc cảm tự ái đó mà lại trùng cái bước tinh tấn của mình.
Hồi đó mình còn khỏe, mình vô chùa mình dễ thương lắm. Nhưng mà sau càng già mình càng khó chịu, là tại vì mình cứ thấy tuổi trẻ làm không đúng ý mình. Nó rửa chén mà lỡ nó mở nước nhiều, nó mày không biết tiết kiệm cho chùa mày tội chết nha. À, nó qua đây nó sắc như vậy, cái nó sắc như vậy phung phí tội chết nha, cái gì cũng tội chết hết á. Rồi mai mốt cái nó làm sao? Nó chết luôn, chết cái tâm bồ đề nó không tới, nó nói mấy bác thích để cho mấy bác làm. Cho nên mình á, quý vị biết, người càng lớn tuổi á thì lại càng bị những cái đó, không phải họ muốn nhưng mà tự nhiên cái đó nó ở trong người bắt đầu nó đi lên. Mà chính những cái đó nó chướng ngại mình. Nó chướng ngại mình. Nội cái chuyện mà sân thôi. Trời ơi, càng lớn tuổi dễ giận lắm. Tại ông bà mình hay nói đó, người càng già càng trở về thời con nít. Thích người ta chiều chuộng, thích người ta để ý, mà quên mình chút là mình nói thôi tôi biết rồi, giờ tôi già rồi tôi đâu xài được nữa. Già nó có mấy cái tật như vậy. Cho nên Phật biết hết á. Cho nên nghe vậy đừng có giận Phật. Phật thương lắm, Phật nhắc đó. Phật nói càng già phải càng tinh tấn, đừng có xem thường, đừng có dễ vui. Cho nên á, mình càng lớn tuổi á, mình tự mình nhắc mình đi. Thôi bây giờ mình lớn tuổi rồi, ngày xưa mình còn khỏe, mình vô chùa mình làm công quả. Bây giờ mình già rồi, mình làm theo sức của mình. Trẻ có vô làm được cái gì á, mình chỉ bảo, đừng có la rầy. Mà càng la rầy thì tuổi trẻ càng chạy. Mà khẽ mà càng chạy thì bắt đầu mình ngồi mình than, trời ơi tre già mang không mọc. Mọc sao nổi, nó mới lú lú lên mình đốn mất tiêu rồi. Măng mới lú lú, nói măng này ngọt lắm, đem vô xào nấu canh. Thành thử ra mình phải tự mình kiểm soát mình. Rồi khi cái tự ái nữa. Thí dụ mình bây giờ mình già mình quên rồi, mình quên cái mình làm này trật, cái mấy đứa nhỏ nó lại nó chỉnh đấy. Hồi xưa tao, mày biết tao làm không? 25 năm kinh nghiệm khổ sai không? Vân vân. Thành thử ra rồi mình tự mình làm khổ mình, rồi mình làm tự mình làm phiền muộn những người xung quanh. Cho nên á, mình càng lớn tuổi rồi mình tự mình ý thức đi. Bây giờ con cái lớn rồi, sống ở xứ này, con cái có cái nhận định, có cái cách sống của cái xứ ngoại quốc, nó không phải giống mình nữa. Hồi xưa là mình cực khổ, mình phải một nắng hai sương, buông tảo bán tần, dắt chài ra nước để nuôi con. Bây giờ nó đâu có trải qua cái đó mà mình ngồi mình thuyết những cái chuyện đó cho nó nghe. Thành thử ra mà nó xài phung phí một chút, cái bắt đầu mình ngồi mình cự nhữ nó. Thành thử ra tự mình làm khổ mình, mà nó chẳng có hiểu mình nói cái gì hết. Quý vị có hiểu ý cái điều đó không? Cho nên Phật nói là Phật muốn nói cái đó đó. Bây giờ con cái ở đây có cái cách sống của con cái. Thôi bây giờ mình làm như Trịnh Công Sơn nói đi, còn hai con mắt khóc người một con. Mắt nhắm mắt mở đi. Còn mình mở hoài là mình phiền muộn, mà con nó bực bội, mà nó giận, nó buồn phiền, nó nói thôi tôi ngán đi tới bả lắm. Mỗi lần tôi tới bả là nghe bả tụng không à. Mà nó không thôn mình cái mình nói bất hiếu, không tới thăm. Quý vị thấy cái điều đó không à? Cho nên mình lớn tuổi rồi, mình tự mình rút lại. Mình tự mình nói với mình, bây giờ mình già mình có thế giới của mình, con còn trẻ có thế giới của con cái. Thôi bây giờ các con lớn rồi, mẹ nuôi, mẹ lo cho các con tới đó thôi. Bây giờ các con sống sao đó là các con tự lo lấy. Bây giờ mẹ phải lo bản thân mẹ, hay là cha phải lo bản thân cha. Nó mở cái tiệm làm ăn, mình cũng chẳng khiêng chẳng giác gì được, mà cứ ra chống tay, mày không để cái tủ này ở đây, mày không để cái hộp kia, chi cho nó phiền vậy. Quý vị thấy không nè, thành thử ra tự mình làm khổ mình. Mà trong khi đó mình tinh tấn mấy cái chuyện đó đó, mà niệm Phật thì không lo tinh tấn. Thấy không? Thành thử ra Pháp Hòa nói như vậy thì xin quý vị lớn tuổi cũng thông cảm, đây là mình theo lời Phật dạy. Vì Phật biết, Phật thương mình cho nên Phật nhắc mình đó, chứ Phật không có phải là chỉ trích mình đâu. Phật không có phải Phật nói như vậy là Phật không thương mình. Nhưng mà Phật quá thương mình, cái tuổi nghĩa là già rồi. Mình bây giờ giống như cái đèn treo trước gió, không biết tắt lúc nào. Người ta nói là sao? Mẹ già như chuối ba hương mà. Gió lay mẹ rụng mà con thời mồ côi. Bây giờ mình không biết mình rụng lúc nào. Thành thử ra thôi bây giờ cố gắng trở về huân tập cho chính bản thân mình. Còn không khéo đó, mình tới cái giờ phút đó mình đọa lạc là vì sao? Mình thương đứa này, mình tiếc rẻ cho đứa kia. Quý vị hiểu ý không? Thầy có một cái bà già đó tội nghiệp lắm. Bà có hai đứa con, đứa bán dù, đứa bán giày.
Mà hễ ngày nào mà trời mưa đó là cái đứa bán dù nó đắt và cái đứa bán giày nó ế. Cho nên bà ngồi bà rầu cho cái đứa bán giày, bà nói trời ơi mưa làm chi mưa hoài à, mà bà quên cái đứa bán dù nó bán được. Rồi cái hôm nào mà trời nắng á thì cái đứa bán giày á nó bán đắt mà cái đứa bán dù nó ế. Cái bà ngồi bà rầu bà nói trời ơi tội cho cái thằng bán dù mà nó bà, cho nên rốt cuộc rồi cả một ngày á bà cứ dù với giày. Quý vị thấy điều đó không? Thật ra là khi mình nói cái câu chuyện đó rồi đó thì mình phải nhớ đó, thấy không? Tất cả các con của mình nó đi làm ăn á, nắng mưa là chuyện của trời, thấy không? Mà đứa hễ nắng cũng có đứa nhờ, mà hễ mưa cũng có đứa nhờ. Mình đừng có ngồi đó mình rầu ông trời tại sao nắng với mưa, được đứa được cái này thì nó phải mất cái khác. Mình phải thấy cái điều đó. Quý vị có thấy mà nói điều đó không? Cho nên Phật nói là tuổi già phải càng thêm tinh tấn tu tập, huân tập cái điều tốt để chuẩn bị cho mình, chứ đừng có đi ra tiệm tùng mấy đứa nhỏ. Mình có khiêng giác gì được cho nó đâu, mà nó mở tiệm nó mấy vị đó mới hiểu là sắp xếp làm sao, đâu phải tới phiên mình mà ra mình sắp. Vậy mà cứ đi ra nó sao cái thùng này em để đây người ta vô người ta mới thấy người ta mua, chi cho nó khổ vậy. Thôi cần cái gì đi ra lấy rồi về nhà ăn cho nó khỏe. Còn cái chuyện đó bán buôn để cho con cái. Có nhiều khi mà lâu lâu mình tới nhà người ta chơi à, nhà con cái mình có cái nhà riêng, rồi lâu lâu mình tới cũng không yên. Đi tới cái này sao để ghế dày, sao để cái bàn kia, dở cái nồi ra mày ăn nhiều mỡ quá. Ra rầy đủ chuyện hết. Nó nói trời ơi tôi rầu bà. Quý vị hiểu nè, thành thử ra Phật nói đừng có tinh tấn cái đó nữa, phải lo tinh tấn cái chuyện khác đi. Đó là hai điều. Điều thứ ba Phật dạy, có của đừng nên phung phí mà phải nghĩ đến người khó khăn hơn. Cái điều đó rất đúng, tại vì mình sống như vậy là mình tiện, mình tiếc cái phước cái đức của mình. Đời nay mình có phước, mình được sanh ở trong một cái chỗ mà có đầy đủ những cái thuận duyên, đủ của cái hoàn cảnh sống, thì chúng ta phải làm sao để mà mình lưu cái phước đó. Quý vị hiểu ý ha. Thành thử ra đó, khi vinh á phải nghĩ đến lúc hèn, khi sang thì phải nghĩ đến phen cơ hàn. Thành thử ra mình sống mà mình luôn luôn mình biết nghĩ như vậy á thì cái phước mình mà có, mà cái phước mình có đó là hưởng hoài không hết. Thí dụ bây giờ mình có 100 đồng trong nhà băng, mua sắm gì cũng phải coi sổ á, là người Tây phương họ kỹ lắm ạ. Họ ký cái check là họ trừ liền cái check đó 100 balance còn nhiêu. Tại vì không khéo đó mình ký tùm lum tà la ra rồi bị phạt. Cho nên người Tây phương họ sống kiểu đó. Còn người Việt mình là sao? Xả láng, sáng về sớm. Người Việt mình là có thẻ trong túi mà đâu có lo. Hết tiền mặt thì cà. Cà riết tới tháng cái cà lâm luôn. Thì mới biết á, là Phật dạy mình á, tại sao cái ông thí chủ đó, cái ông mà đi ăn ngoài kia là ông nghèo. Tại vì lúc ông sang đó, lúc ông có tiền có của, ông không có biết để dành. Cho nên á, người xưa cũng nhận định hai điều: hà tiện khác khác với bần tiện. Cái hà tiện là cái người biết tiện tặng để dành cho tương lai, những cái ngày mà mình cần. Còn cái người bần tiện á, là cái người mà có hay là không có không cần biết, nhưng mà không bao giờ muốn xài của mình. Chỉ muốn vơ vét của người khác, muốn xài của người khác mà không bao giờ xài của mình. Đó là nhận định, cái định nghĩa của người xưa. Cái bần tiện nó khác cái hà tiện. Và cái hà tiện là cái người mà có mà biết nghĩ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, qua đây đó mình đi làm khổ không? Khổ lắm, mình làm cực khổ mình mới để dành từng đồng từng cách gửi về cho Việt Nam. Thì mình nghĩ tới người Việt Nam là khổ hơn mình, cho nên mình mới gửi. Nhưng mà đôi khi cũng khổ một cái, bên kia lại không biết bên này mình khổ, tưởng bên này mình ho ra bạc khạc ra vàng. Không, tưởng bên này là đi ra tới ngoài cửa là tiền nó rớt xuống cho mình luôn. Tưởng như vậy cho nên cũng chết. Tại vì biết làm sao, mình cũng có cái tật khoe nữa. Thấy xe ai sang sang đứng chụp, gửi về nói con chụp hình này ngày đó tháng đó. Trời ơi, nó mới qua tháng mà nó mua cái xe mấy chục cho nó dữ lắm.
ở cái building có một chút nào mà bay điêu đi building mấy chục tầng này chụp ở trước cửa nó nhà của con. Mình gửi về mình nói là nhà của con, thể bên kia cũng nghĩ là còn của nha, còn của nha là còn của gửi nữa nha. Cứ khoe nhà của con, bên kia đổi chữ lại còn của nha, còn của gửi nữa nha. Thấy không? Thật ra cái đó mình làm khổ mình phải không nè. Thật ra đổi cho chơi thôi nha. Thì mà ở đây mình muốn nói á, là khi mình mà có của, mình có dư á, mình nên nghĩ tới cái người khác mình chia sẻ. Mà cái của ở đây á, ngoài cái chuyện gọi là vật chất á, mình còn chia cái gì nữa? Cái hiểu biết. Cái gì mình biết, cái gì mình hiểu, mình chia sẻ cho người khác. Quý vị hiểu được điều đó ha. Pháp Hòa ví dụ như thế này. Đây là Pháp Hòa hay ví dụ cho mấy đứa nhỏ đó. Thí dụ như thầy có một đồng, mấy đứa cũng có một đồng. Bây giờ nếu mà thầy đưa mấy đứa một đồng, mấy đứa đưa lại thầy một đồng, thì vĩnh viễn hai thầy trò lúc nào cũng chỉ có một đồng. Nhưng mà nếu mình có cái hiểu biết á, mình chia sẻ cho người đó, rồi người đó có cái hiểu biết chia sẻ lại với mình, là cả hai có hai cái hiểu biết. Cái hiểu biết căn bản của mình đã có, và cái hiểu biết của người kia. Như vậy mình có phải mình giàu có không? Trên phương diện vật chất thì nó là như vậy. Tức là mình đổi chác đồng dân đồng, mà mãi mãi hai bên chỉ có đồng. Nhưng ở trên phương diện hiểu biết á, là luôn luôn chúng ta bồi bổ cho nhau. Cái gì quý vị biết, quý vị chia sẻ, là Pháp Hòa tăng thêm cái biết. Mà Pháp Hòa biết, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cũng thêm cái biết. Thành thử ra biết mình đã có rồi, rồi mình thêm cái của người khác, cho nên mình giàu có. Cho nên đôi khi mình cũng phải kiểm lại mình á, mình cũng giàu lắm chứ mình có nghèo đâu. À, mình cũng giàu có lắm, nhưng mà tại vì mình không có nghĩ là mình không có biết là mình đang giàu. Mình có cái hạt ngọc ở trong chéo áo mình không biết. À, thành thử điều Phật dạy điều thứ ba là có của thì phải nghĩ tới người khác. Quý vị có nhớ ông Mạnh Thường cái gì? À, Mạnh Thường Quân không? Có nghe nói không? Thường thường ai mà hay làm lành hay bố thí mình nói cái ông đó là Mạnh Thường Quân á. Tại sao mà ông được người ta khen dữ vậy? Tại vì cái ông Mạnh Thường Quân này nè, lúc ổng giàu có đó, ổng kêu người làm đi mua này mua kia, người làm không có mua. Đem cái tiền của ổng qua cái làng nghèo kế bên á, bố thí nói cái của này của ông Mạnh Thường Quân cho nè. Thì người nghèo kia đó, mấy người nghèo ở làng kia đó đâu có biết, cứ lúc nào cũng trong lòng cũng ca ngợi cái ông Mạnh Thường Quân. Vậy mà khi giặc giả đến, ông Mạnh Thường Quân ổng chạy qua cái làng bên kia. Ổng chạy qua làng bên kia thì ổng cũng đâu có biết là ổng đã từng cho. Thì ổng mới nói, người ta hỏi ông tên gì, nó tôi tên Mạnh Thường Quân. Trời ơi, người ta đem của tới, người ta giúp đỡ cho ổng người cơm, người cháo, người nước, người gạo. Ý muốn nói gì? Ý muốn gì thì từ đó cái điểm tích sau này mà ai hay bố thí làm lành giúp đỡ, người ta kêu ông đó là ông Mạnh Thường Quân. Thì Mạnh Thường Quân là tên của một nhân vật, phải không? Mà người xưa đã được cái người nghèo hỗ trợ cho bằng cách là đem tiền của ổng đi qua bên cái làng kế bên cho người nghèo và lấy cái danh nghĩa của ổng. Quý vị thấy như vậy. Cho nên đó là mình sống đó, ví dụ bây giờ mình có cái gì đó mình bố thí theo cái khả năng của mình. Khả năng thôi, không có cần mình phải bắt buộc là người kia cúng 100 đồng. Mình không có 100 sợ người ta cười đi mượn. Phải không? Rồi mượn riết cái mình đổ ra cái nợ, cái này tại tôi mượn tôi cúng tôi cho. Không được. Mình cứ làm theo khả năng của mình. Cái chuyện mình làm lành là từ nguồn tâm của mình nó xuất phát. Còn ai luận nghị ít nhiều đó là chuyện của người ta. Người ta gõ cửa là người ta gõ cửa lòng của mình trước. Phải không? Mình có cái lòng người ta tới gõ cửa. Và lòng tôi có nhiêu tôi cho. Mà nếu mà cho mà chê khen, tức là cái người đã không biết, không phải là người đi vận động. Trước hết là phải vận động cái tấm lòng của mỗi người, rồi kế đến đó, bắt đầu mới vận động cửa nhà băng. Không, mà tùy theo cái người ta có khả năng. Cho nên cái người Phật tử mà đi vận động đó nha, là phải nhớ là vận động cái tấm lòng của người ta trước. Chỉ cần mà lòng người ta mở rồi đó, hôm nay người ta cho mình 10 đồng thôi, người ta biết là người ta cho ít. 2-3 tháng sau người ta có 10 đồng, người ta cho nữa. Mà cho hoài cho mãi, cái đó là mình biết vận động. Còn mình mà cứ muốn người ta cho một lần cho nhiều rồi mai mốt người ta cũng từ mình luôn, là vì mình không biết cách thành Phật sự. Quý vị hiểu như vậy.
Cái điều thứ tư mà Phật dạy đó là có cơ duyên học hỏi đừng nên bỏ qua. Phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu, ngàn vàng dễ được, lời lành khó có. Thành thử ra một cái gì mình có được, mình nghe được, không phải là chuyện dễ. Tại sao cửa chùa thì mở rộng, Phật pháp thì quá trời mà hiếm người tới tìm? Là vì người ta không có cái cơ duyên đó, người ta không có cái nghĩ tới đó, thì làm sao người ta tìm tới được. Cho nên ngày hôm nay mà quý vị, mà chỉ quý vị có tâm ham mộ Phật pháp, cho nên rồi quý vị nghe tin Pháp Hòa đến đây thì quý vị lại không ngại đây là ngày thường, không ngại đây là một cái ngày nghỉ lễ, thay vì ở nhà sum họp với gia đình hay đi đây đi kia chơi, mà quý vị lại đến đây thăm Pháp Hòa và ngồi đây nghe Pháp Hòa chia sẻ. Như vậy thì mình cũng có cái duyên, mình có cái duyên với nhau, vì Pháp Hòa ham nói rồi quý vị cũng ham nghe. Thà đứng có người nghe người nói đó, hai cái ham lát vô có ham kho hem chay. Không, thành thử ra đó thì ở đây Phật mới nói đó, cái chuyện mà gọi là Phật pháp đây không có nghĩa là phải vô chùa, ý nó là những cái điều lành, điều tốt mà người ta nói mình nghe để mình học hỏi. Quý vị thấy ha. Cho nên nếu mình có nghe có học hỏi, mình có nghèo không? Mình đâu có nghèo, mình giàu tâm linh. Hồi nãy cái đợt cái thứ ba là mình vào giàu cái vật chất, không? Rồi cái kia là mình giàu cái hạnh phúc trong gia đình, là vì mình biết bảo vệ cái hạnh phúc gia đình mình bằng cách là sao? Bằng cách là không khinh thường tuổi trẻ, không có khinh thường và cái tuổi già. Người trẻ sống theo người trẻ, người già sống theo người già, và trẻ già gì cũng phải biết rằng có của thì bố thí làm lành, có Phật pháp, có cơ hội nghe điều lành thì cần nghe để trao dồi. Mà người biết sống như vậy thì người có nghèo không? Đâu có nghèo được, phải không? Cho nên đó, cái mình là Phật tử, mình là người đệ tử Phật đó, có nhiều khi mình nghèo, nhưng mà nếu mà có nghèo là nghèo vật chất thôi, chứ tinh thần mình không có nghèo. Cho nên Tổ Quyền Giác mới nói đó, gọi là cùng thích tử xưng bằng, nhưng mà thân có bằng, đạo bất bằng. Thân mình có bằng nhưng mà đạo mình không có bằng, phải không? Người khi mình có nghèo vật chất nhưng mà cái cuộc sống tâm linh của mình rất là giàu. Bởi vì mình biết làm sao? Mình biết uyển chuyển, mình biết cho, mình biết nhận. Cái người sống được như vậy là người luôn luôn thân tâm an lạc. Quý vị hiểu ý ha. Thì hôm nay trong cái khuôn khổ gặp gỡ ngắn ngủi như thế này, và quý vị đến thăm Pháp Hòa vào một cái dịp ngày thường và nghỉ lễ, làm cho Pháp Hòa rất là cảm động với cái sự cảm mến của quý vị. Có những vị đã từng gặp, có những vị chưa từng gặp. Thôi bây giờ dù mới hay là dù cũ thì Pháp Hòa cũng xin cảm niệm cái tấm thậm tình của tất cả quý vị đối với Pháp Hòa. Và Pháp Hòa xin cầu chúc cho quý vị luôn luôn thân an, tâm lạc, phước huệ trang nghiêm, gia đình luôn được bình an, hạnh phúc. Và nhớ là mình là người đệ tử Phật thì lúc nào cũng tinh tấn, không có giải đãi, không có dễ vui, không có khinh thường. Tại vì một khi mà thân mất thì muôn nghìn đời kiếp khó mà gặp được. Phật pháp rất là khó nghe. Chữ khó đây không có nghĩa là hiếm, nhưng mà người ta nghe không thấu. Người ta có nhiều người nghe Phật pháp nó thôi làm ơn tắt cái đài này giùm đi, nghe người ta nghe không có được. Quý vị thấy rõ không? Cho nên đâu phải ai cũng có thể thấm nhuần được những cái điều này. Chữ khó ở đây là không có cơ duyên, không có căn duyên thì không thể nghe và thấm được. Hôm nay chúng ta có cơ duyên ngồi lại với nhau thì luôn luôn nhắc nhở với nhau trên con đường tu hành, và cầu nguyện cho quý vị luôn luôn sở nguyện sở cầu được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.